Ba dự đoán mới nhất của nhà ngoại cảm Brandon: virus khủng bố có thực sự đến và liệu 350 triệu sinh mạng có bị đưa đi. Vào thời gian gần đây, nhà ngoại cảm Brandon đã bất ngờ đưa ra những phát biểu gây chấn động trong chương trình phát trực tiếp của mình. Anh thẳng thắn cảnh báo mọi người về một loại virus mới chưa từng thấy đang âm thầm tiến đến gần chúng ta. Đây có thể sẽ trở thành một đại dịch quy mô toàn cầu, và theo những gì anh dự đoán thì một đại dịch như vậy có thể dẫn đến cái chết của lên tới 350 triệu người. Nếu kịch bản kinh hoàng này thực sự xảy ra trong đời thực thì hậu quả sẽ thật không thể tưởng tượng nổi. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ngày 4 tháng 7 năm 2024, Brandon đã đăng tải một video trên YouTube của mình mang tên Idol. Tôi tiết lộ một đại dịch, 350 triệu người sẽ bị cuốn đi. Trong video, anh đã kể lại một cách chi tiết rằng dưới sự hướng dẫn bí ẩn của thần linh, Brandon đã chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp của thế giới tương lai. Anh cho biết thần linh đã truyền đạt thông điệp cho mình liên tục trong 2 ngày. Khi đang lái xe trên đường và thành tâm cầu nguyện, thần linh bỗng dưng khai mở khả năng thấu thị, cho phép anh nhìn thấy một khu vực rộng lớn với hàng ngàn chiếc lều quân đội màu trắng. Anh nhận thấy trong bãi đậu xe, ngoài những chiếc xe quân đội màu trắng thì còn có hàng ngàn chiếc lều quân đội trắng khác. Bên trong lều là những giường dã chiến đơn giản, nhiều người nằm trên giường như đang chờ đợi cái chết với hơi thở yếu ớt, trong khi một số đã ngừng thở. Cơ thể của họ được che bởi tấm ga trải giường và bên cạnh có đặt thiết bị truyền dịch. Sau đó, thần linh còn dẫn đường cho Brandon bước vào một bệnh viện. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đáng sợ khi toàn bộ bệnh viện chật cứng bệnh nhân. Tất cả các giường bệnh đều đã đầy ắp, không còn chỗ trống nào. Bệnh viện đã hoàn toàn được quân đội tiếp quản, bác sĩ và y tá cũng đã trở thành quân nhân. Tuy nhiên, trước những sinh mạng sắp lìa bỏ cuộc sống, họ chỉ có thể nỗ lực an ủi những bệnh nhân đang đau đớn. Brandon cho biết, anh đã nhìn thấy một đám sương mù màu vàng bao quanh những người sắp hoặc đã qua đời. Đám sương mù màu vàng đó chính là virus, và thần linh đã tiết lộ cho anh bí mật rằng căn bệnh ấy có thể lây lan qua không khí. Thảm họa này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì nhân loại tưởng tượng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đại dịch Covid từ vài năm trước, vì đây là điều mà thế hệ chúng ta chưa từng thấy. Theo mô tả của Brandon, nhân loại sẽ ngày càng tiến gần hơn đến sự diệt vong. Thần linh đã cho ông thấy những hình ảnh khủng khiếp của thảm họa này. Dịch bệnh sẽ quét sạch toàn cầu, tương tự như đại dịch cái chết đen diễn ra vào thế kỷ 14. Thế giới sẽ rơi vào trạng thái đình trệ, kinh tế suy thoái, các nhà máy không thể hoạt động, còn siêu thị thì đóng cửa. Con người chỉ có thể dựa vào nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu hạn chế. Đối mặt với tình huống khi sự sống chỉ đủ để duy trì, chúng ta sẽ vô cùng hoảng loạn. Tất cả hoạt động của nhân loại sẽ bị đình trệ. Brandon vẫn không nhìn thấy được phương pháp chữa bệnh hiệu quả nào, bởi vì một khi bị nhiễm thì đồng nghĩa với việc chắc chắn phải mất mạng. Mặc dù bệnh này có thể phòng ngừa được, nhưng Brandon cho biết thảm họa trên được dự đoán sẽ cướp đi 350 triệu sinh mạng trên toàn cầu, trong đó có hơn 30 triệu người Mỹ. Ngoài ra, Brandon cũng đề cập rằng mình đã thấy mọi người bắt đầu không còn sử dụng tiền giấy, mà có xu hướng chuyển sang sử dụng các nền tảng thanh toán điện tử vì lo sợ rằng tiền giấy có thể mang virus. Đồng thời, anh ta cũng chứng kiến các nhà thờ lớn phải đóng cửa và sự sụp đổ của hệ thống tài chính. Tất cả những điều này đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Brandon cho biết, trong khải thị thứ hai, thần linh lại cho anh thấy hình ảnh về một cơn bão lớn. Anh giải thích rằng đây không phải là cơn bão theo nghĩa thực sự, mà là một biểu tượng. Thần linh đã nói với anh rằng những nỗi khổ mà con người đang trải qua chỉ là phần rìa của cơn bão. Trung tâm thực sự của nó vẫn còn ở phía trước. Khi những cơn bão hay gió lớn chưa đổ bộ, chúng chỉ giống như những đường sọc hiển thị trên màn hình radar. Những thảm họa trong tương lai sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Trong dự đoán thứ ba của mình, Brandon đã nhìn thấy một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Những hình ảnh thần linh mô tả chính là sự sụp đổ tài chính, đại dịch lớn và nhiều khó khăn kinh tế khác sẽ lan rộng khắp toàn cầu. Anh đã phác họa ra một bức tranh như thế tương tự khi bạn muốn xem trận bóng bổ dục hoặc bóng chày, nhưng lại phát hiện mình không thể mua nổi vé vì phá sản, thậm chí hoàn toàn không có cơ hội bước vào sân vận động. Dưới sự mặc khải của thần linh, Brandon cũng đã mô tả diện mạo đổ nát của những thành phố lớn.
nhà máy đóng cửa, vô số người qua đời vì dịch bệnh và cuộc sống đô thị vô cùng chật vật. Nhiều người muốn rời bỏ thành phố để đi tìm cuộc sống ở nông thôn, bắt đầu trồng rau vì thực phẩm đã trở nên cực kỳ khan hiếm. Cuối cùng, chính phủ buộc phải can thiệp, cố gắng phân phối thực phẩm tại các thị trấn và thành phố lớn. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, họ chỉ có thể cung cấp thực phẩm kém chất lượng. Brandon tin rằng chỉ những người có phẩm hạnh cao mới có khả năng sống sót qua cơn dịch này, như thể được bao bọc bởi một lớp vật chất kín, vì cơ thể họ phát ra ánh sáng, hình thành một lá chắn bảo vệ. Ánh sáng này có thể chiếu sáng trong phạm vi khoảng 3 feet xung quanh họ. Thần linh đã nói với Brandon rằng chỉ những người có phẩm hạnh và thật lòng tin theo mới có thể sống sót qua thảm họa. Họ sẽ được che chở bởi Chúa và cuối cùng sẽ thăng hoa đến một trạng thái cao hơn. Brandon còn thấy được khi thảm họa xảy ra, một tia sáng mạnh mẽ sẽ bao trùm những người sống sót, tỏa ra ánh sáng thiêng liêng, khiến virus không thể tiếp cận. Thần linh đã giải thích với Brandon rằng vì họ sở hữu sức mạnh của niềm tin nên họ có thể nhận được sự che chở của Chúa khi thay đổi bản thân từ sâu thẳm tâm hồn. Nếu đến khi thảm họa xảy ra mới bắt đầu cầu nguyện, e là đã quá muộn. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao những thảm họa này lại xảy ra liên tiếp. Liệu gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Brandon nói, con người thường chỉ quan tâm đến kết quả của sự việc, chỉ chú ý đến những hiện tượng xã hội như tội phạm, sự thỏa hiệp, truyền thông tẩy não, đạo đức xuống cấp và những hành vi xấu khác. Thần linh đã chỉ cho anh thấy một cây đại thụ chịu quả. Mọi người chỉ muốn thay đổi trái cây trên cây mà không chú ý đến tình trạng sức khỏe của rễ cây. Nhưng chỉ khi rễ cây khỏe mạnh, trái cây trên cây mới có thể thay đổi trật tự. Brandon cũng cho mọi người biết rằng chỉ có sự ăn năn chân thành mới có thể tìm thấy hy vọng. Dịch virus chết người mà Brandon đã trình bày thực ra đã được đề cập trong nhiều lời tiên tri từ xưa đến nay. Những lời tiên tri khác nhau đều chỉ tập trung chỉ ra thời kỳ lịch sử đặc biệt hiện tại. Tất cả đều nói rằng đấng tạo hóa sẽ làm mới trái đất và vũ trụ vào thời điểm này. Vào thời khắc quan trọng, mỗi người cần phải đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Những người chọn sai sẽ bị loại bỏ khi thảm họa lớn xảy ra. Vào thời điểm sàng lọc, thế giới sẽ có một cơn đại dịch khủng khiếp bùng phát khiến nhiều người thiệt mạng. Chỉ có rất ít người có thể sống sót. Trước tình hình dịch bệnh khủng khiếp toàn cầu này, sẽ có một nửa dân số bị loại bỏ. Có người còn tiên đoán rằng trong 10 hộ gia đình chỉ còn lại một hộ. Thậm chí còn có những lời tiên đoán rằng trong 1.000 người chỉ có một người sống sót. Tất cả những dự đoán nêu trên đều thể hiện rõ ràng mức độ nghiêm trọng của thảm họa này. Tuy nhiên, trong những thời khắc khẩn cấp, đấng tạo hóa sẽ xuất hiện giữa nhân loại, cứu giúp muôn loài khỏi những nỗi khổ đau. Các đệ tử của đấng tạo hóa cũng chịu đựng nguy hiểm của bản thân để truyền đạt chân lý cho mọi người, hỗ trợ họ đưa ra những lựa chọn đúng đắn, từ đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Tiên tri nữ chiêm tinh người Nga dự đoán nút bí ẩn vào ngày 20 tháng 9. Ukraine bắt đầu gặp khủng hoảng lớn cuối năm. Thật khó tin rằng có người đã dự đoán ngày 20 tháng 9 sắp tới đây sẽ trở thành bước ngoặt trong lịch sử nhân loại khi nhiệt độ ở Moscow sẽ vượt qua giới hạn. Trong sa mạc lại xuất hiện dòng sông và hoa tươi. Chúng ta có thực sự phải chuẩn bị cho cuộc biến đổi lớn toàn cầu sắp tới? Nhân loại sẽ phải đối mặt với những thảm họa nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Ngày 20 tháng 9 năm 2024 ẩn chứa bí mật gì? Một nhà chiêm tinh nổi tiếng đến từ Nga đã tuyên bố rằng ngày này sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại. Xuất hiện trong dự đoán mới nhất của Svetlana Nadlagan, một nhà tiên tri với độ chính xác khá cao tại Nga, tình hình thế giới trước cuối tháng 9 sẽ trải qua một loạt hiện tượng thời tiết đáng kinh ngạc, cũng như những biến đổi toàn cầu. Bà còn chỉ ra rằng nhiệt độ ở thủ đô Moscow của Nga có khả năng phá kỷ lục. Trong khi đó, ở những vùng sa mạc khô cằn có thể bất ngờ xuất hiện những dòng sông, thậm chí là cả sa mạc cũng có thể nở hoa. Những hiện tượng có vẻ kỳ lạ này chỉ là khúc dạo đầu cho những thay đổi lớn lao sắp xảy ra trên trái đất. Lagan tin tưởng, trước những thay đổi trên, nhân loại cần phải cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho việc thích ứng với những mô hình sống hoàn toàn mới. Bà nhấn mạnh rằng con người không thể cứ đứng im mà phải hành động thực tế để giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Lagan tin chắc rằng những hiện tượng thời tiết có vẻ kỳ quặc và khó chấp nhận trong hiện tại sẽ trở thành cuộc sống hàng ngày của các thế hệ tương lai. Trong tiên đoán của mình, bà còn nhắc nhở mọi người rằng vào tháng 9, thời điểm mà tin đồn giả lan tràn khắp nơi, nhiều người sẽ dễ dàng tin vào ngay cả những điều vô lý nhất.
và việc này có thể dẫn đến những hành vi thiếu suy nghĩ, cùng hậu quả không tốt trong tương lai. Do đó, là gần cảnh báo rằng, vào thời điểm trên, chúng ta cần hết sức cẩn thận để giữ cho tâm trí minh mẫn cùng suy nghĩ sâu sắc. Đây sẽ trở thành chìa khóa để chúng ta chống lại thông tin sai lệch và những quan niệm sai lầm. Mặc dù vẫn còn nhiều người mù quáng tin tưởng vào những người không đáng tin cậy, nhưng nhà tiên tri nổi tiếng người Nga cho biết, trong tháng này, nhân loại sẽ đón nhận sự chuyển biến tích cực đáng kể. Mọi người dường như đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bắt đầu nhận thức rõ hơn về sự thay đổi của môi trường xung quanh. Thế giới cũng sẽ dần hướng tới sự đoàn kết và thịnh vượng, tạm biệt thời kỳ đỉnh trệ và chia rẽ. Lagan còn đặc biệt đề cập đến sự cải thiện quan hệ giữa Nga và Mỹ. Bà tin chắc rằng các nhà lãnh đạo chính phủ Mỹ sẽ nhận ra tầm quan trọng của sự xây dựng và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngoài ra, trong năm nay, thế giới cũng sẽ thiết lập một ủy ban bao gồm các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau. Ủy ban này sẽ dẫn dắt một cộng đồng toàn cầu hoàn toàn mới. Dưới sự lãnh đạo của họ, các quốc gia sẽ cùng nhau hợp tác để đưa ra những quyết định quan trọng. Đây sẽ là một bước quan trọng hướng tới hợp tác toàn cầu. Theo quan điểm của Lagan, một tổ chức như vậy sẽ có khả năng hoạt động hiệu quả hơn trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế và đối phó với các mối đe dọa toàn cầu. Sự thành lập của ủy ban tượng trưng cho việc lợi ích của các quốc gia sẽ được đánh giá và xem trọng đầy đủ. Tuy nhiên, bà cũng dự đoán rằng nửa cuối năm nay sẽ trở nên phức tạp hơn khi nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra. Đặc biệt là ngày 20 tháng 9 sẽ trở thành thời điểm then chốt cho sự thay đổi lớn trong xã hội nhân loại. Kể từ thời điểm này, Nga sẽ tiến hành cải cách sâu rộng đối với hệ thống kinh tế của mình, làm cho nó thích ứng tốt hơn với tình hình thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, quyết tâm và mục tiêu của con người cũng sẽ trở nên kiên định và rõ ràng hơn. Thời gian này sẽ nuôi dưỡng nhiều ý tưởng kinh tế hoàn toàn mới. Mặc dù trong quá trình đó khó tránh khỏi việc gặp phải nhiều khó khăn, nhưng những thay đổi này sẽ như một chất xúc tác, thúc đẩy xã hội và kinh tế có những chuyển biến to lớn. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 11, Nga có thể sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Về vấn đề này, Lagan cho biết, trật tự thế giới cũ, lấy Mỹ, đồng đô la và các giá trị ngoại lai làm trung tâm sẽ dần trở thành lịch sử. Mặc dù trong ngắn hạn, đồng đô la có thể không hoàn toàn rút lui khỏi giai đoạn lịch sử, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn trong một thời gian ngắn. Nhưng vị thế bá quyền của nó cuối cùng sẽ bị phá vỡ, giống như lối sống của Mỹ ngày nay cuối cùng sẽ bị thay thế. Svetlana Lagan cũng đưa ra lời tiên tri về sự tái cấu trúc lớn của hệ thống tài chính toàn cầu và dự đoán thiên tai sẽ trở nên thường xuyên hơn. Ngoài ra còn thảo luận về sự phục hồi kinh tế trong tương lai của Nga cũng như cuộc khủng hoảng chính trị lớn mà Ukraine sẽ phải đối mặt. Vào cuối năm 2024, sẽ có một sự thay đổi mang tính đột phá, thậm chí có thể thay đổi diện mạo của trái đất. Phải chăng sự xuất hiện đột ngột của nguồn nước ngầm sẽ mang lại thảm họa bất ngờ cho nhân loại? Tương lai của Nga và Ukraine sẽ thay đổi như thế nào? Nhà tiên tri nổi tiếng người Nga Svetlana Lagan đã chỉ ra một thời khắc biến đổi lớn sắp đến, chính là ngày 20 tháng 9. Bà dự đoán thời gian này sẽ xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan như nhiệt độ ở Moscow phá kỷ lục, các dòng sông và hoa nở xuất hiện ở sa mạc. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mà còn báo hiệu một sự chuyển mình lớn trên toàn cầu. Trong thời gian này, Lagan tiếp tục đưa ra những dự đoán về sự biến đổi sắp xảy ra của hệ thống tài chính toàn cầu. Thậm chí, bà còn cho biết vào cuối năm nay sẽ có một cuộc biến động lớn làm ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bà nhấn mạnh sự thay đổi lớn này không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn bao gồm cả những vấn đề mà mọi người quan tâm như ăn uống, sinh hoạt. Nó thậm chí còn có thể gây ra những tác động sâu sắc đến bề mặt trái đất, tàn phá môi trường sinh thái. Ngoài ra, Svetlana Lagan còn dự đoán thêm rằng từ năm 2025 đến 2026, tình trạng thiên tai sẽ trở nên thường xuyên hơn và những ảnh hưởng từ đó sẽ ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến sự thay đổi của bề mặt trái đất. Trong đó, châu Á và Bắc Mỹ sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Sau đó, những thảm họa sẽ lan rộng toàn cầu. Đến lúc đó, lục địa châu Âu cũng sẽ trải qua một cuộc biến đổi lớn. Bà kêu gọi chính phủ và nhân dân các nước nên chuẩn bị trước, tích cực ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Trong bối cảnh như vậy, chúng ta không thể không tự hỏi, rốt cuộc đâu mới là mối đe dọa lớn nhất? Lagan chỉ ra rằng, mối đe dọa này không chỉ đơn thuần đến từ nguồn nước quen thuộc từ bề mặt như sông ngòi, mà cũng có thể đến từ nước ngầm dưới chân của chúng ta. Bà nhắc nhở mọi người rằng, mặc dù chúng ta thường nghe tin về động đất và các thảm họa do sóng thần gây ra, nhưng thường bỏ qua nguy cơ nước ngầm có thể đột ngột phun trào. Nếu một ngày thảm họa này xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Cơ sở hạ tầng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn,
mùa màng sẽ mất trắng và nhà cửa cũng như đường xá sẽ sụp đổ do nền đất không ổn định. Do đó, để đối phó với thảm họa lũ lụt bất ngờ thì nhân loại sẽ phải chuẩn bị trước. Đối với tương lai của Nga, bà Lagan cũng đưa ra dự đoán của mình rằng từ nửa cuối năm nay trở đi, tình hình kinh tế của Nga sẽ có sự cải thiện. Quốc gia này sẽ mạnh mẽ phát triển các nguồn lực trong nước, tăng cường đầu tư vào công nghệ và giáo dục. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Svetlana Lagan nhấn mạnh rằng đây là chìa khóa để Nga đạt được sự phục hưng. Tuy nhiên, bà cũng nhắc nhở mọi người rằng trong nửa cuối năm nay, cuộc chiến thông tin sẽ trở nên ngày càng khốc liệt. Những thông tin sai lệch và tin đồn sẽ tràn ngập cuộc sống của chúng ta, khiến mọi người khó phân biệt được sự thật và giả dối. Để đối phó với điều này, bà kêu gọi người dân luôn giữ được sự tỉnh táo, học cách phân biệt thật giả để không bị thông tin sai lệch dẫn dắt. Lagan cũng dự đoán rằng, trong tương lai, sự quan tâm của mọi người đối với triết học, tôn giáo và phát triển tâm linh cá nhân sẽ ngày càng tăng cao. Với sự bùng nổ thông tin và tình hình xã hội ngày càng bất ổn, con người sẽ rơi vào tình trạng hoang mang mất phương hướng. Lúc này, sự hướng dẫn về mặt tinh thần sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Ngoài ra, trong các dự đoán của mình, bà đã so sánh tình hình của Nga với nước láng giềng Ukraine. Theo đó, Lagan dự đoán rằng, đến năm 2025, tình hình của Nga sẽ có sự cải thiện rõ rệt, triển vọng phát triển quốc gia sẽ mở rộng. Ngược lại, khu vực Ukraine sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Quản lý nhà nước sẽ trở nên hỗn loạn hơn, kế hoạch chiến lược cũng sẽ ngày càng mơ hồ. Đặc biệt là vào khoảng tháng 11, các nhà lãnh đạo của quốc gia này có thể phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, thậm chí có thể mất đi quyền lực. Bà còn đặc biệt nhắc đến Tổng thống Ukraine Zelensky rằng vào ngày 20 tháng 9, Zelensky sẽ gặp phải khó khăn lớn. Đến tháng 11, sự an toàn cá nhân và vị thế chính trị của ông có thể sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Trên đây là toàn bộ nội dung dự đoán của nhà tiên tri nổi tiếng người Nga Svetlana Lagan. Hiện tại, tình hình Ukraine dường như chưa có vấn đề gì lớn. Vậy trong khoảng thời gian gần cuối tháng 9 đến tháng 11, liệu Ukraine nói riêng và cả thế giới nói chung có thực sự phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn như vậy hay không? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời gian. Những dự đoán Parker và Johnny về thảm họa Nhật Bản, cuộc bầu cử của Trump và cuộc thanh lọc vĩ đại của trái đất. Hai bậc thầy tiên tri là Hamilton Parker và Johnny Pachi đã có một buổi kết nối thú vị trên YouTube để trao đổi kinh nghiệm với nhau. Johnny Pachi được biết đến là người đã nghiên cứu và sử dụng chiêm tinh vệ đà được 20 năm. Trong thời gian học tập tại Ấn Độ, thì Parker cũng đã tiếp xúc với loại kiến thức cổ xưa và bí ẩn này. Cả hai đều đồng ý rằng chiêm tinh vệ đà đã giúp họ hiểu sâu sắc về nghiệp báo và nhận ra ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống như thế nào. Hai nhà tiên tri của chúng ta nói gì về vấn đề này? Họ đã đưa ra những dự đoán gì cho những thảm họa tiếp theo? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem hết trong video ngày hôm nay. Parker tin chắc rằng vận mệnh của mỗi người không thể tùy ý sắp đặt, mà thực tế ngay từ khoảnh khắc sinh ra, cuộc đời của bạn đã được ghi chép trên một lá số tử vi duy nhất, giống như những gì người Trung Quốc thường nói về tử vi bát tự. Trên thực tế, tử vi có sự tương đồng với bản đồ sao. Sau khi nghiên cứu biểu đồ sao của Trump, Johnny đã rút ra một số kết luận đáng kinh ngạc rằng mặc dù Trump hiện tại đang đối mặt với nhiều rắc rối, tình hình có vẻ không khả quan, nhưng biểu đồ sao lại cho thấy vận mệnh của ông ổn định hơn so với lần ông thắng cử trước đó. Vào ngày bầu cử, biểu đồ sao của Trump cho thấy sao Kim và sao Mộc đồng thời xuất hiện. Hai hành tinh này có liên quan mật thiết đến vận may của ông. Johnny cho biết, sao Mộc sắp vào cung thứ 10 của Trump, trong khi sao Kim sẽ lùi về cung thứ 4. Trong chiêm tinh học, cung thứ 4 được xem là biểu tượng của quyền lực. Ngoài ra, bà cũng đề cập rằng Trump sinh vào ngày có nguyệt thực. Những người như vậy thường có năng lượng mạnh mẽ, nên Johnny tin chắc rằng ông chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Dự đoán của Parker hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Johnny, bởi vì ông cũng đã nghiên cứu biểu đồ sao của Trump. Tuy nhiên, Parker chỉ ra rằng biểu đồ sao cho thấy sau khi đắc cử, Trump có thể sẽ thể hiện phong thái của một nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhà tiên tri thậm chí còn đề cập đến tiền kiếp của Trump là một người Bà La Môn Ấn Độ. Theo dự đoán từ biểu đồ sao, vị tổng thống mới của nước Mỹ có khả năng sẽ đưa ra nhiều quyết định gây chấn động toàn cầu khi hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, trở thành một nhân vật tương tự như nhà lãnh đạo tôn giáo. Còn về tôn giáo này là Kitô giáo hay là một loại tôn giáo phương Đông mà ông đã tin trong tiền kiếp, thì Parker cũng không chắc chắn. Nhưng ông tin rằng đây có thể sẽ là một loại tôn giáo hoàn toàn mới, vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn.
Mặc dù Trump đã thành công trong việc tái đắc cử, nhưng tình hình thế giới chưa chắc đã ổn định hơn. Cả Parker và Jenny đều cho rằng tương lai thế giới có thể trải qua một giai đoạn tăm tối. Đầu tiên, họ dự đoán rằng Paris sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc bạo loạn công cộng. Lúc đó sẽ xảy ra các cuộc xung đột bạo lực quy mô lớn trên lãnh thổ Pháp. Thứ hai, Parker dự đoán rằng khu vực dòng chảy của Thái Bình Dương sẽ xuất hiện một đám mây khí khổng lồ với diện tích bao phủ rộng lớn, gần như chiếm một nửa trái đất. Ông dự đoán rằng điều này có thể là do sự chuyển động của các mảng lục địa lớn gây ra, chứ không phải là hiện tượng kích thích đảo ngược. Ngoài ra, Parker cũng cảnh báo rằng đám mây khí khổng lồ ấy có thể sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến núi Phú Sĩ ở Nhật Bản và bang California của Mỹ. Như mọi người đều biết, Nhật Bản nằm trên vành đai núi lửa và mặc dù núi Phú Sĩ có phong cảnh hùng vĩ, nhưng thực tế nó lại là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nhiều nhà khoa học cũng dự đoán rằng núi Phú Sĩ có thể sẽ phun trào một lần nữa. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Tóm lại, dự đoán của Parker và Johnny đã cung cấp cho chúng ta một góc nhìn độc đáo về những xu thế lớn của thế giới, khiến chúng ta vừa có hy vọng về tương lai, vừa phải vô cùng cảnh giác. Ngoài ra, lời tiên tri thứ ba của Johnny còn nói rằng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một thảm họa quy mô lớn. Về vấn đề này, trước đây bà thực sự không chắc chắn, nhưng dựa trên những hiện tượng kỳ lạ từ những đám mây bí ẩn mà Parker mô tả, Johnny dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn. Trước đây, Johnny đã có nhiều dự đoán thành công như trận đại sóng thần xảy ra vào tháng 3 năm 2011. Nhiều người dân Nhật Bản đã vô cùng biết ơn vì bà đã giúp họ tránh được nhiều tổn thất về tài sản. Và lần này, Johnny Pachi lại nhìn thấy dấu hiệu về thảm họa lớn sắp xảy ra từ bản đồ sao của Nhật Bản. Mặc dù không biết đó là một cuộc tấn công do con người, động đất, chiến tranh hay vũ khí hạt nhân, nhưng bà tin chắc đây sẽ là một sự kiện lớn. Các hiện tượng thiên văn cho thấy sao Thiên Vương đang tiến vào Kim Ngưu và hình thành sự kết hợp với Mộc Tinh. Tình huống này chỉ xảy ra một lần trong 84 năm và lần gần đây nhất là diễn ra vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Khi đó, Nhật Bản đã tấn công Trân Châu Cảng, còn Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Johnny nhấn mạnh rằng đây không phải là lời phóng đại, bởi vì những hình ảnh như vậy lại xuất hiện một lần nữa và rất nhanh thôi, sao Hỏa sẽ hình thành sự kết hợp khác với sao Thiên Vương. Sự kết hợp này khá nguy hiểm, bởi cụ thể sao Kim Ngưu sẽ hình thành sự kết hợp với sao Angol. Angol còn được gọi là Beta Persei, nằm trong chòm sao Perseus. Mọi người thường gọi nó là ngôi sao quỷ, bởi trong thần thoại Hy Lạp, ngôi sao này chính là Gorgon Medusa, người phụ nữ bị chặt đầu vĩnh viễn. Trong chiêm tinh học, Angol được xem là một ngôi sao cực kỳ ác độc. Nhà chiêm tinh vĩ đại thế kỷ 17, William Lilly đã từng cảnh báo rằng trong lịch sử có nhiều nhân vật nổi tiếng, nếu ai đó có khía cạnh của Angol trong bản đồ sao của họ, thì người đó rất có thể sẽ mang lại vận rủi cho bản thân hoặc cho người khác. Vậy nên bản thân người này phải trở nên trưởng thành và thông suốt hơn. Johnny cũng nhắc mọi người rằng, rất nhiều người nổi tiếng như Picasso, Dali, Van Gogh, công nương Diana trong bản đồ sao của họ đều có Angol. Bà cảm thấy rằng trái đất có thể sắp đón một sự chuyển biến lớn và tin tưởng chắc chắn về trực giác của mình. Nhưng đến cuối cùng, dù ban đầu chúng ta có thể không hiểu rõ tình hình, nhưng chắc chắn sẽ có thể lĩnh hội được nhiều điều từ đó. Trong dự đoán thứ tư của hai nhà tiên tri, mọi sự xảy ra đều là nhờ vào lòng từ bi của Chúa. Nên vào khoảng ngày 20 tháng 4, sao Thiên Vương và sao Mộc đã hình thành sự kết hợp ở Bạch Dương. Đây là một dấu hiệu chiêm tinh cho thấy làn sóng thức tỉnh tâm linh đã đến. Sao Thiên Vương đại diện cho những điều bất ngờ và sự thay đổi. Trong chiêm tinh học, nó còn biểu trưng cho sự thức tỉnh tâm linh, còn sức mạnh của sao Mộc sẽ làm cho tín hiệu này trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, thời gian tới, sẽ có nhiều người bắt đầu tỉnh thức để khám phá những bí mật siêu hình mà khoa học không thể giải thích, cùng những sự thần của vũ trụ thay vì chỉ nghe một chiều từ truyền thông. Johnny đặc biệt nhấn mạnh rằng, chiêm tinh học không chỉ đơn giản là nghiên cứu các vì sao, mà là thông qua việc giải mã mối quan hệ giữa các vì sao và bản đồ sao, để tìm ra mật mã vận mệnh của mỗi người. Đó mới chính là giá trị thực sự của chiêm tinh học. Ngoài ra, Johnny còn tiên đoán rằng trái đất sẽ trải qua một cuộc chuyển biến lớn. Quá trình ấy giống như một cuộc thức tỉnh của nhân loại và tất nhiên, cuộc chuyển biến lớn này sẽ không dễ dàng và vui vẻ mà là một cuộc đối đầu quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối, giống như cơn đau trước khi chuyển dạ đầy thách thức và khó khăn. Nhưng cuối cùng, chúng ta chắc chắn sẽ chào đón một kỷ nguyên tươi đẹp. Thực ra, ngay trong buổi phát trực tiếp của mục sư Brandon, ông cũng đã đề cập đến việc
Chúa sẽ thu hoạch linh hồn vào thời điểm tận thế. Đây giống như một dạng phán xét đối với linh hồn. Tại các nước phương Tây, cách nói này được gọi là sự thu hoạch linh hồn của Chúa, trong khi ở phương Đông thì được gọi là đạt được hoặc chiếm được quốc vị. Nói cách khác, thời khắc phán xét không phải xảy ra ngẫu nhiên, mà là một thử thách từ Chúa đối với những người tin tưởng Ngài và toàn nhân loại. Trong thời khắc then chốt của cuộc phán xét này, ai sẽ bị loại bỏ, ai sẽ được cứu rỗi và ai sẽ đạt được sự trọn vẹn trong tâm hồn? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân. Nếu nhân loại chọn sai con đường, họ có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc tiến hóa lớn. Theo tình hình hiện tại, có vẻ như con người vẫn chưa có dấu hiệu đưa ra lựa chọn đúng đắn. Parker cũng cảm thấy rằng chúng ta đang đi trên một con đường khó khăn nhất, nhưng đây cũng là một bước ngoặt quan trọng dẫn đến thời hoàng kim. Có thể con đường trong tương lai vẫn còn gập ghềnh, nhưng chỉ cần nhân loại giữ vững hy vọng, kiên định tiến đúng hướng, thì có khả năng vượt qua bóng tối và chào đón một tương lai tươi sáng mà chúng ta mong đợi. Cuốn sách tiên tri Nhật Bản Nhật Nguyệt Thần Thị dự báo rằng năm 2025 sẽ có đại họa, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Theo như cuốn sách Nhật Nguyệt Thần Thị do Okamoto Tenmei, người Nhật Bản viết, thế giới có thể sẽ đối mặt với một biến cố vào năm 2025. Cuốn sách tiên tri này nói rằng thế giới đã trải qua 6 lần tái tạo, trong đó có những thảm họa tự nhiên mang tính hủy diệt. Chúng ta hiện đang ở chu kỳ thứ 7 và năm 2025 sẽ đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ này. Tuy nhiên, đây không phải là tận thế mà là khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Cuốn Nhật Nguyệt Thần Thị nói rằng thảm họa tự nhiên sắp tới sẽ là cơ hội để thế giới tái sinh, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới. Tương truyền rằng cuốn Nhật Nguyệt Thần Thị là do Okamoto Tenmei ghi chép hoàn toàn tự nhiên, nghĩa là đã có một vị thần linh nhập vào thân thể của ông ấy và điều khiển ông viết ra những điều này. Rốt cuộc, Nhật Nguyệt Thần Thị đã tiết lộ những điều gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Okamoto Tenmei, sinh năm 1897, từ nhỏ đã sở hữu khả năng ngoại cảm kỳ lạ. Ông có thể tiếp xúc với những điều mà người bình thường không thể cảm nhận được. Bản thân Okamoto Tenmei cũng là một tín đồ của Đại Bản Giáo Nhật Bản, một tôn giáo được sáng lập bởi một nhà tiên tri rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Tổ chức tôn giáo này do Deguchi Onisaburo sáng lập, và những người thuộc tôn giáo này đều được coi là những người có khả năng tiếp cận thông tin từ thần linh. Tenmei bắt đầu nhận được sứ mệnh từ thần linh trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, khi ông được mời đến để thực hiện một nghi thức phù kê cho quân đội Nhật Bản, một phương pháp bói toán cổ xưa của Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai đang gần kết thúc, để dự đoán tình hình chiến sự trong tương lai, Okamoto Tenmei đã được mời thực hiện một buổi bói toán gọi là phù kê. Trong buổi bói toán này, ông chỉ nhận được cái tên Amano Hizukugami mà không có bất cứ một thông tin nào khác xuất hiện. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau buổi bói toán, Tenmei nhận được lời mời của tiền bối và người quen Takada Sujo đến thăm làng Kongo thuộc quận Inba, Chiba. Tại đây, ông phát hiện ra rằng thần thờ tại đền Mahata Chincha tên là Amano Hizukugami. Sau khi biết được thông tin này, Tenmei tin rằng đó là ý chỉ của thần linh và quyết định đến thăm nơi này, mong có được chỉ dẫn từ Amano Hizuku. Sau khi Okamoto Tenmei cúng bái tại đền, trong lúc nghỉ ngơi tại văn phòng, ông đã trải qua hiện tượng kỳ lạ, đó là bút tự động viết do sự nhập thể của thần linh. Được biết, Tenmei là một họa sĩ vốn có thói quen mang theo bút và giấy bên mình. Khi đang nghỉ ngơi thì Tenmei đột nhiên cảm thấy cơn đau nhói dữ dội ở trán và cánh tay phải. Cơ thể ông không thể tự kiểm soát, nên Tenmei linh tính được có điều gì sắp xảy ra. Ông đã lấy bút và giấy ra. Ngay lập tức, bút trên giấy bắt đầu viết một cách nhanh chóng và không thể ngừng. Ngay cả chính Tenmei cũng không thể hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ này. Đây chính là hình ảnh của văn bản gốc từ Nhật Nguyệt Thần Thị. Cuốn sách này được viết bằng các ký tự giống như mật mã, nhưng thông qua việc chuyển đổi cách đọc và giải mã các ký hiệu, nội dung của nó dần được hé lộ. Nhiều thông tin quan trọng đã được giải mã, trong đó có việc cuốn sách đưa ra cảnh báo về tương lai của nhân loại, dự đoán rằng một vị thần thực sự sẽ hạ thế để cứu rỗi chúng sinh bằng sức mạnh thần thánh, mang đến một thế giới lý tưởng không lo âu. Tuy nhiên,
Trước khi kỷ nguyên mới đến, nhân loại sẽ phải đối mặt với những thảm họa và thử thách chưa từng có. Để sinh tồn, chúng ta phải liên tục rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần, bởi vì chỉ có những người được tôi luyện mới có thể vượt qua thử thách. Cuốn sách đã trở thành chủ đề nóng trong những năm gần đây vì nó đã dự đoán chính xác sự thay đổi của Nhật Bản và thế giới sau chiến tranh. Nó tiên đoán rằng Nhật Bản sẽ phải chịu đựng thảm họa tồi tệ nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai. Với Tokyo biến thành đống đổ nát. Quả thực, như đã dự đoán, Nhật Bản đã chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp với các cuộc thả bom ném thẳng xuống Tokyo, Hiroshima và Nagasaki, làm cho phần lớn đất nước trở thành tro bụi. Theo Nhật Nguyệt Thần Thị, trái đất đã trải qua 6 lần tái sinh lớn, gọi là Đại Kiến Thế. Mỗi lần đều do các thảm họa thiên nhiên quy mô lớn hoặc chiến tranh gây ra. Theo dự đoán của Nhật Nguyệt Thần Thị, cuộc đại biến cách tiếp theo sẽ là lần cuối cùng và nghiêm trọng nhất. Nhật Nguyệt Thần Thị dự đoán một thời điểm then chốt trong tương lai, gọi là Đại Đỉnh. Đây không chỉ là một thảm họa thông thường, mà là một sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến vô số thế giới, bao gồm cả thế giới thực tại của chúng ta và thế giới của các vị thần linh. Tất cả các thế giới, bao gồm cả linh giới, u giới và các cõi khác, sẽ trải qua những biến động chưa từng có. Nhật Nguyệt Thần Thị viết rằng, ngay cả các vị thần cũng không thể hiểu được thảm họa lần này, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tam thiên giới, một khái niệm chỉ những thế giới vô tận. Đại Đỉnh được hiểu là một cuộc cách mạng vũ trụ quy mô khổng lồ. Về những thay đổi trên trái đất, Nhật Nguyệt Thần Thị tiên đoán rằng trục trái đất sẽ bị đảo ngược, dẫn đến sự chuyển biến chóng mặt của mặt đất. Cuốn sách cũng nêu rõ rằng toàn thế giới sẽ vang vọng những tiếng thở than, một số vùng đất sẽ biến thành đại dương, trong khi một số đại dương sẽ trở thành đất liền. Có ý kiến cho rằng sự dịch chuyển trục trái đất và sự thay đổi toàn diện của mặt đất có thể liên quan đến hiện tượng đảo cực điện từ với hai khả năng chính. Thứ nhất là hiện tượng đảo ngược từ trường địa cầu. Trong vòng 3 triệu năm qua, đã có 11 lần xác nhận sự đảo ngược của cực từ Nam và Bắc trên trái đất. Trung bình hiện tượng đảo cực điện từ này xảy ra mỗi 300.000 năm một lần. Tuy nhiên, lần đảo cực điện từ cuối cùng xảy ra cách đây 780.000 năm. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn với chu kỳ 300.000 năm. Do đó, nguy cơ xảy ra đảo cực điện từ trên trái đất hiện nay là rất cao. Nếu hiện tượng đảo cực điện từ xảy ra, nồng độ tầng ozone bảo vệ bề mặt trái đất có thể giảm từ 20 đến 40%, dẫn đến sự gia tăng lượng tia UV đến bề mặt trái đất. Đồng thời, trái đất cũng sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của các cơn bão từ trường. Nền văn minh của chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với những cú sốc nghiêm trọng. Không chỉ hệ thống tài chính hiện tại sẽ có những biến đổi mạnh mẽ, mà còn có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, dẫn đến tình trạng hỗn loạn xã hội toàn cầu. Một khả năng khác là sự dịch chuyển lớn của trục trái đất. Nếu trục trái đất xảy ra sự dịch chuyển đáng kể, khí hậu của trái đất sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Ví dụ như sự thay đổi thời gian chiếu sáng mặt trời, dẫn đến sự thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa và độ dài của các mùa. Sự dịch chuyển trục trái đất cũng có thể dẫn đến những thay đổi về độ dài ngày đêm, biến động mực nước biển và rối loạn trong chu trình đại dương. Sự gia tăng nhiệt độ biển có thể đe dọa một số khu vực ven biển. Nếu dịch chuyển trục trái đất diễn ra mạnh mẽ hơn, cấu trúc bên trong của trái đất và phân bố căng thẳng vào trái đất cũng sẽ thay đổi, làm cho hoạt động của động đất và núi lửa trở nên tích cực hơn. Một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến sự dịch chuyển trục trái đất là va chạm với thiên thạch. Trên thực tế, trục trái đất đã từng bị thay đổi bởi va chạm thiên thạch trong thời kỳ cổ đại. Hiện nay, có rất nhiều dự đoán về nguy cơ va chạm thiên thạch vào năm 2025. Một trong những người đưa ra dự đoán này là nhà vật lý Nhật Bản Hosaku Kunio. Ông cho rằng vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, một thiên thạch sẽ va chạm với biển Philippines. Dự đoán của ông dựa trên dữ liệu thu thập được từ một trạm quan sát và các tính toán về điểm rơi của thiên thạch. Mặc dù Hosaku Kunio không phải là nhà tiên tri, nhưng ông là một nhà vật lý nổi tiếng toàn cầu. Vì vậy, khả năng ông bịa đặt để nổi tiếng là rất thấp. Ngoài dự đoán của Hosaku Kunio, còn có những dự đoán khác về va chạm thiên thạch, chẳng hạn như dự đoán của bộ lạc Hopi và các sách manga dự đoán tương lai của Nhật Bản. Trong Nhật Nguyệt Thần Thị, có một đoạn dự đoán rằng năm 2020 là năm then chốt của cuộc cách mạng thế giới. Trong đó, các con số 123 ám chỉ Nhật Nguyệt Thần Thị, trong khi các con số 345 đại diện cho 3 thời kỳ tại Nhật Bản là Đại Chính, Chiêu Hòa và Heisei. Khi 3 thời kỳ này kết thúc,
chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của Di Lặc. Trong thế giới của Di Lặc, theo Nhật Nguyệt Thần Thị, thì đó là một thế giới kết hợp giữa tinh thần và vật chất. Lúc đó, con người có thể nâng cao năng lượng tinh thần của mình và kết nối với các thực thể ở cấp độ cao hơn thông qua việc tụng niệm các thần chú đặc biệt. Để chuẩn bị cho thời đại mới này, chúng ta không chỉ nên tránh xa đà vào chủ nghĩa vật chất hiện tại, mà còn cần chú trọng đến sự trưởng thành trong tâm thức. Nhật Nguyệt Thần Thị còn cho rằng, các vị thần linh sẽ được xuất hiện vào thời gian này, và một thế giới mới cũng sẽ bắt đầu từ đây. Vào năm 2025, qua những thiên tai, thế giới sẽ trải qua một cuộc tái thiết vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới đầy triển vọng. Trong hệ thống thời gian của Nhật Bản, năm Thìn được tính theo hệ 12 con giáp của Việt Nam, với năm Thìn tương ứng với năm Rồng. Vòng lặp này quay vòng mỗi 12 năm một lần. Vậy liệu thế giới mới đã bắt đầu từ năm nay hay chưa? Theo mô tả của Nhật Nguyệt Thần Thị, thế giới của Di Lặc sẽ là một thế giới đầy ánh sáng và hy vọng. Để thực hiện hóa thế giới này, mỗi người chúng ta cần phải nâng cao năng lượng tinh thần trong bản thân. Bạn nghĩ gì về lời tiên tri của quyển sách này? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Những dự đoán mới nhất của Brandom về nạn đói lớn, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và các bè đảng. Trong video tiên đoán mới nhất của mình, nhà tiên tri Brandom Biggs đã chia sẻ những hình ảnh mà Chúa đã khải thị cho ông trong suốt một giờ. Tuy nhiên, nội dung lần này lại khác với những lần trước. Cụ thể, thông điệp vô cùng quan trọng mà Chúa đã giao phó cho ông để truyền đạt đến mọi người chính là cách đối phó với những thử thách sắp tới. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem hết những hình ảnh độc đáo mà Brandom nhìn thấy và cùng thảo luận về các biện pháp để đối phó với những khó khăn mà ông được chỉ dẫn trong video ngày hôm nay. Brandom đã từng tuyên bố trong video của mình rằng ông chính là một người vận chuyển thông tin. Chúng ta với tư cách là những phương tiện không hoàn hảo, nhưng mọi điều mà ông được chỉ dẫn chính nhằm mục đích đưa nhân loại hướng đến sự hoàn hảo. Dựa vào những gì mà Chúa đã hiển thị cho ông cùng với sự truyền đạt của ông cho nhân loại. Bản thân con người sinh ra trong sự thuần khiết như nước, nhưng khi đi qua một phương tiện nào đó, chẳng hạn như ống nước, thì dòng nước ấy sẽ không còn thuần khiết mà trở nên ô nhiễm. Khi Chúa truyền tải một số thông tin vào một phương tiện không hoàn hảo, thông tin sau đó được lan truyền sẽ trở nên méo mó. Điều này không phải vì thông tin mà Ngài truyền xuống không thuần khiết, mà do phương tiện truyền tin không hoàn hảo. Tuy nhiên, với tấm lòng nhân từ của mình, Brandom sẽ tự mình nỗ lực hết sức để truyền đạt những gì mà ông thấy một cách chính xác nhất có thể, không thêm không bớt bất kỳ thông tin nào. Trong video mới nhất, Brandom nói rằng Chúa đã chỉ điểm cho ông biết những khổ nạn chắc chắn sẽ xảy ra và kéo dài. Tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mọi người có thể nhận thức. Nhưng nhân loại lại không nghiêm túc đối mặt với điều này. Vì vậy, Chúa đã cho Brandom thấy hình ảnh của rất nhiều máy kéo. Có những máy gặt lớn và máy kéo khổng lồ bị phủ đầy bụi đậu lại trên những cánh đồng không có người lái. Những cánh đồng khắp nơi không có cây trồng nào. Brandom nghĩ rằng đây chỉ là tình trạng của một khu vực, nhưng Chúa đã đưa anh lên không trung để nhìn xuống nước Mỹ. Ông thấy rằng từ Tây sang Đông, tất cả các trang trại đều không có cây trồng mà hoàn toàn trở nên hoang vu, bụi đất bay trong gió. Bản thân ông không biết tại sao lại như vậy, và rồi Chúa đã lặp lại với ông 3 lần rằng đến rồi, nước đã hết, hạn hán. Brandom thấy toàn bộ đồng bằng Texas đều xuất hiện hạn hán, không có nước cũng không có lương thực. Không rõ nguyên nhân là do máy kéo không có nhiên liệu hay không có hạt giống, nhưng tất cả các hoạt động nông nghiệp đều đã ngừng lại. Sau đó Brandom thấy một số sân nhỏ tư nhân, mỗi nhà đều có một sân lớn nhỏ khác nhau nằm ở phía sau hoặc trước nhà. Bên trên trồng cà chua, bắp cải hoặc nhiều thứ khác mà con người có thể trồng. Những thứ được trồng trong các sân này đều là thực phẩm. Đây là hình ảnh mà Chúa đã cho ông thấy về cách mọi người nỗ lực để nuôi sống bản thân. Ngoài ra, Chúa lại cho Brandom thấy hình ảnh thị trường chứng khoán đang sụt giảm. Ngài đang gắng sức điều khiển một tấm màng khổng lồ, giống như một quả bóng. Cẩn thận xả khí bên trong, cố gắng không để quả bóng bị bể, nhằm có thể giữ nó ở trên không lâu hơn một chút. Chán ngài đã đầm đìa mồ hôi. Sau đó, Chúa còn nói với ông rằng, thị trường chứng khoán đã mất 2.000 tỷ vào thứ 6 tuần trước và mất 1.000 tỷ vào thứ 2. Đó chỉ là cơn đau giả, và cơn đau thực vẫn chưa đến, ngài sẽ cố gắng kiểm soát nó.
Trong khải thị của Chúa, Brandon nhìn thấy một thung lũng được chia thành hai phần. Bên trong bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc. Ông thấy Thánh Jeremy đang đi bộ trong thung lũng này. Thánh Jeremy là nhà thần học và ẩn sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội Kitô giáo, cũng là người uyên thâm nhất trong số các giáo phụ Latin thời kỳ đầu. Ông thông thạo văn học cổ điển, ngôn ngữ kinh thánh và truyền thống Kitô giáo. Brandon lại thấy giữa thung lũng có một con đường đất bụi mù. Jeremy đang đi trên con đường đó, với một bên con đường đất là bức tường. Phía bên kia bức tường là Obama. Ông ta muốn gây ảnh hưởng và chỉ cho Thánh Jeremy biết nên làm gì. Bên kia bức tường là một nhóm người châu Âu xấu xa, mặc vest, họ rất giàu có. Đều là những ông chủ lớn với một vài người đầu tròn, não to. Vài người khác thì đầu tóc bóng bẩy, mặt hoa da phấn. Toàn bộ đều là người lớn tuổi và họ cũng đang chỉ cho Thánh Jeremy biết nên làm gì vì họ quan tâm đến nền kinh tế Mỹ. Sau sự kiện trên, Chúa đã cho Brandon thấy tình hình của Ukraine. Brandon nói rằng những người này đang lợi dụng tiền in ra từ chiến tranh để làm một số việc. Nhưng bản thân ông không thể nói ra đó là việc gì. Những người này đều biết tình hình kinh tế sẽ ra sao. Vì vậy họ dùng số tiền này để thực hiện những mục tiêu thầm kín. Ngoài những sự kiện tại châu Mỹ, Chúa còn cho Brandon thấy thêm nhiều sự kiện ở châu Âu, mà đầu tiên là Moscow. Chúa nói với Brandon rằng, trong vài tuần qua, Ngài đã giao tiếp với nhiều người. Nhiều người trong số họ thực sự rất xa cách. Họ cảm thấy cuộc sống của mình vẫn ổn, dường như cũng nghe thấy tiếng gọi của Chúa. Nhưng một số trong họ sẽ phá sản chỉ trong một ngày. Họ sẽ tỉnh dậy và nhận ra rằng, những gì họ cho là có thể giữ lại, thực ra sẽ nhanh chóng mất đi, vì họ không nghe lời cảnh báo của Chúa. Những người này phải nhanh chóng buông bỏ thế tục và nâng cao bản thân, bởi họ không thể vừa nắm giữ Chúa, vừa nắm giữ con người không buông. Brandon cảnh báo mọi người rằng, sẽ có một cú sốc lớn sắp xảy ra. Mặc dù ông không rõ thời gian cụ thể, nhưng Chúa đã nói với Brandon rằng, khi khổ nạn xảy ra, sẽ kéo dài hơn thời gian bạn nhận thức được. Dù con người có cầu nguyện thì điều đó vẫn sẽ xảy ra, bởi cú sốc lớn này nhằm đánh thức những người đang ngủ say. Người đời sẽ vì thế mà trở nên khiêm nhường, và sự khiêm nhường này sẽ mang lại sự phục hưng vĩ đại. Bởi người đời đều khao khát phục hưng, nhưng họ lại rất kiêu ngạo, cứng đầu, không chịu cúi xuống. Chúa đang cố gắng đánh thức những con chiên lạc lối, vậy nên đây có thể xem là tiếng gọi cuối cùng. Xuất phát từ lòng thương xót, Chúa muốn nói với chúng ta rằng Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia tốt nhất. Lời cầu nguyện của các nhà sáng lập nước Mỹ vẫn còn trước mặt Ngài. Những điều sắp xảy ra không phải là sự phán xét mà là một cú sốc nhằm đánh thức những người đang ngủ say. Chúa sẽ đánh thức nhân loại, mọi người sẽ tụ họp lại để trở thành một thể thống nhất yêu thương lẫn nhau. Nhưng Thiên Thần đã nói với Brandon rằng mọi người có thể lên thiên đàng hay không phụ thuộc vào cách họ đối xử với mọi thứ, bằng tình yêu hay là thù hận, ghen tị, kiêu ngạo với những người xung quanh. Chúa muốn Brandon truyền đạt lại thông điệp rằng đừng bận tâm đến những lời nói, hãy yêu thương gia đình và mọi người xung quanh như yêu chính bản thân mình. Tuy nhiên, Brandon nói rằng để thực hiện điều này là không dễ dàng. Trong giấc mơ của mình, Brandon đã nhìn thấy nhà thờ ở Hồng Kông. Mặc dù không hiểu tại sao lại thấy hình ảnh trên, nhưng ông biết rằng điều đó liên quan đến sự bức hại. Tuy nhiên, Brandon cảm thấy chủ đề này khá nhạy cảm nên không muốn đi sâu hơn. Ông tin chắc rằng mọi điều mà Chúa đã cho mình thấy sẽ xảy ra và sắp đến. Vì vậy, đã chân thành chia sẻ những gì mình đã chuẩn bị cho gia đình với mọi người. Chúa đã nói với Brandon rằng Ngài hy vọng mọi người sẽ chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng khẩn cấp cho gia đình, đầy đủ thực phẩm, một kho chứa và một chiếc thuyền. Brandon nói rằng về việc mọi người nên làm gì, cụ thể thì ông cũng thực sự không rõ ràng, bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng Chúa đã nói với ông rằng phải chuẩn bị một ít tiền mặt, thực phẩm và nước uống, đặc biệt là nước đóng chai, ít nhất có thể đảm bảo cho một gia đình sử dụng trong vài tuần. Thực phẩm cho 1 đến 2 tuần cùng với giấy vệ sinh. Chúa cũng đã nói với Brandon rằng Ngài sẽ chăm sóc những người mà ông yêu quý, chăm sóc cho các con của ông, nên điều Brandon cần làm là chuẩn bị tất cả những thứ này cho gia đình. Brandon nhấn mạnh, bản thân ông không có ý định làm chúng ta sợ hãi, mà chỉ muốn mọi người chuẩn bị, sẵn sàng ghi nhớ những điều này.
bởi vì trong những ngày tới, những khó khăn sẽ bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Chúa đã thông qua Brandon để cho nhân loại thấy những hình ảnh và cảnh báo bí ẩn. Mặc dù không thể chắc chắn tương lai sẽ xảy ra điều gì, nhưng chúng ta cần giữ bình tĩnh và lý trí. Đồng thời, mỗi người cũng nên có một tâm thái cởi mở để nhìn nhận những khó khăn, không mê tín mù quáng cũng không dễ dàng bỏ qua. Trong cuộc sống, con người có thể trân trọng hiện tại, quan tâm đến những người xung quanh và nỗ lực để trở thành một người tốt hơn. Bạn nghĩ gì về lời khải thị lần này của Brandon? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Tiên tri của Nostradamus Nam Phi, Varenberg về cuộc chiến thứ 3, tầm nhìn xa về vũ khí điện quang mới. Một người nông dân không biết đọc lại có thể dự đoán được chính xác về chiến tranh thế giới thứ nhất, thảm họa hạt nhân Chernobyl và sự qua đời của công nương Diana. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là những dự đoán của ông còn giúp quân đội Nam Phi nhiều lần giành chiến thắng trên chiến trường. Vậy nhà tiên tri nông dân này là ai và ông đã đưa ra những lời tiên đoán nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Tại Nam Phi có một nhà tiên tri được mọi người vô cùng ngưỡng mộ, đó chính là C.N. Vandenberg. Ông hoạt động rất tích cực trong thế kỷ 20 và được mệnh danh là Nostradamus của Nam Phi. Mặc dù Vandenberg không thể đọc sách hay báo, nhưng khả năng tiên tri của ông không ai sánh kịp. Vandenberg có khả năng nhìn thấy các sự kiện lớn trên toàn cầu vào đầu những năm 1900. Trong một môi trường không có truyền hình và phát thanh, những lời tiên tri của ông bao gồm nhiều sự kiện thế giới sau này đã thực sự xảy ra, như sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất, thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cuộc bầu cử tổng thống người da đen ở Nam Phi và sự qua đời của công nương Diana, vân vân. Nhiều lời tiên tri của Vandenberg đã được xác thực vào năm 1911. Vì vậy mọi người đã tôn kính ông, gọi ông với danh hiệu Nostradamus của Nam Phi. C.N. Vandenberg sinh năm 1864 tại một trang trại gần thành phố Potchefstroom ở Nam Phi. Do gia cảnh nghèo khó, ông chưa từng được giáo dục chính thức, do đó cũng không biết đọc hay viết. Nhưng vào năm 1911, Vandenberg bỗng nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng chói trong căn phòng tối tăm của mình. Từ đó, ông có được khả năng tiên đoán tương lai. Ông bắt đầu kể cho con gái mình về những điều đã nhìn thấy trong tương lai, rồi nhờ cô ghi lại. Từ thời điểm đó cho đến năm 1922, con gái của Vandenberg đã ghi chép chi tiết những ảo ảnh tương lai mà ông nhìn thấy. Tài liệu này được biên soạn thành sách để xuất bản vào năm 1999 và ngay lập tức thu hút sự chú ý toàn cầu. Thực tế, ngay từ năm 1899, khi Vandenberg nhập ngũ, ông đã thể hiện tài năng tiên tri về tương lai. Lúc đó, những người Boer ở Hà Lan đang làm việc tại các mỏ vàng ở khu vực Cape của Nam Phi và phát hiện ra nguồn tài nguyên vàng phong phú. Sau khi người Anh biết được điều này, họ bắt đầu tuyên bố quyền quản lý, dẫn đến chiến tranh Boer giữa Anh và Hà Lan. C.N. Vandenberg với tư cách là một quân nhân Hà Lan đã đưa ra những dự đoán chính xác về quân đội Anh trong chiến tranh này. Sau đó, áp dụng một số chiến thuật tấn công giúp quân đội Hà Lan giành chiến thắng trong nhiều trận, từ đó chiếm ưu thế trong toàn bộ cuộc chiến. Ông còn dự đoán rằng Anh sẽ sớm đề xuất đình chiến và khuyên quân đội Hà Lan chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, đúng như ông đã nói, quân đội Anh đã đưa ra yêu cầu và cuối cùng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, nhiều lời tiên tri khác của Vandenberg cũng đã trở thành hiện thực. Từ năm 30 tuổi, ông đã thể hiện tài năng tiên đoán phi thường. Năm 1911, khi đã hơn 50 tuổi, Vandenberg nhìn thấy một ảo ảnh rực rỡ ánh sáng và bắt đầu đưa ra dự đoán về các xu hướng phát triển quan trọng của thế giới, cũng như những sự kiện lịch sử lớn sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ, ông đã mô tả cảnh tượng tương lai của năm 1929 với những chiếc xe kéo bằng bò tượng trưng cho cuộc sống khó khăn của người dân. Lời tiên tri này hoàn toàn phù hợp với những gì đã xảy ra ở Mỹ, khi sự sụp đổ thực tế của thị trường chứng khoán Mỹ đã làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Đồng thời, ông cũng đã dự đoán chính xác rằng Cộng hòa Nam Phi trong tương lai sẽ trở thành tình trạng người da đen nắm quyền. Dự đoán này đã được chứng minh vào năm 1994, khi ông Mandela đắc cử Tổng thống Cộng hòa Nam Phi. Ngoài ra, ông Vandenberg còn đưa ra lời dự đoán về sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ ba, sự xuất hiện của vũ khí mới, vũ khí điện quang, và khả năng xảy ra xung đột chủng tộc giữa Nga và châu Âu. Mặc dù một phần những dự đoán này vẫn chưa thành hiện thực, nhưng chúng vẫn thu hút được sự chú ý và thảo luận rộng rãi.
một nhà tiên tri mù chữ lại có thể dự đoán chính xác về việc toàn cầu đang phải đối mặt với hội chứng suy giảm miễn dịch và biến đổi khí hậu. Đồng thời, ông còn cảnh báo về cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sắp đến, cùng với những vũ khí mới khủng khiếp mang tên vũ khí điện quang. Siener van Rensburg mặc dù không biết chữ, nhưng trong quá khứ, ông đã dự đoán chính xác nhiều sự kiện lớn trên thế giới, bao gồm cả chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc bầu cử Tổng thống da đen ở Nam Phi. Khả năng tiên tri bắt đầu được chứng thực vào năm 1911, giúp ông được tôn vinh là Nostradamus của Nam Phi. Bên cạnh đó, Rensburg còn từng đưa ra tiên đoán cho năm 1977 về sự lây lan toàn cầu của hội chứng suy giảm miễn dịch. Năm 1979, ông dự đoán về sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và biến đổi khí hậu. Năm 1983, Rensburg đã cảnh báo mọi người về tác hại của virus máy tính. Phải đến năm 1996, ông mới nhìn thấy cuộc đại chiến liên quan đến nhân loại đang sắp xảy ra. Đáng tiếc là mặc dù hầu hết những lời tiên đoán này đã trở thành hiện thực hoặc gần trở thành hiện thực, nhưng vẫn còn một số phần trong những lời tiên đoán về tương lai của ông vẫn chưa được xác thực. Trong lời tiên tri của mình, Rensburg nói, cuộc đại chiến sẽ khiến thế giới rơi vào hỗn loạn, nhiều sinh vật phải gánh chịu cái chết bi thảm. Ngoài ra, ông còn đề cập đến khả năng xảy ra xung đột sắc tộc giữa Nga và châu Âu. Nhiều người cho rằng, dự đoán trên ám chỉ đến vấn đề an ninh châu Âu hiện tại mà các chuyên gia đang rất quan tâm. Theo suy đoán, con chăn khổng lồ không đầu không đuôi mà Rensburg nhìn thấy và mô tả lại có thể đang nhắc đến cuộc khủng hoảng toàn cầu do nhiều phía gây ra. Một số người cho rằng, nếu có thể giải mã được ảo ảnh này, bí mật của chiến tranh thế giới thứ ba có thể sẽ được tiết lộ. Cũng có quan điểm cho rằng, con rắn không đầu không đuôi là một hình tượng khó nắm bắt. Nó có thể tượng trưng cho vũ khí mới trong cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, hoặc là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Quân đội liên quân của Mỹ, Anh và Đức có thể sẽ bắn chéo các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân liên lục địa với Nga, từ đó dẫn đến xung đột quy mô lớn và thương vong nghiêm trọng. Tuy nhiên, những dự đoán trên chỉ là giả thuyết, không thể xác định được liệu lời tiên tri của Rensburg có thành hiện thực hay không. Đáng chú ý là trong quá khứ, Rensburg từng dự đoán Nhật Bản sắp phải đối mặt với một trận động đất nghiêm trọng và hầu hết các lời tiên tri khác của ông đều đã được xác nhận. Do đó, những dự đoán của ông về Thế chiến thứ ba cũng như Nhật Bản mang tính thảm khốc, có độ tin cậy cao. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng lời tiên tri của Rensburg về cuộc đại chiến tranh thế giới sẽ không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại của thế giới dường như đang đi theo hướng mà ông đã dự đoán. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc chiến nổ ra và những cuộc xung đột này dường như không có dấu hiệu hòa giải. Về việc tương lai sẽ phát triển như thế nào, thật khó để dự đoán. Có tin đồn rằng, tại bảo tàng Liechtenstein ở Nam Phi vẫn còn lưu giữ các tài liệu liên quan đến lời tiên tri nguyên bản của Rensburg. Tuy nhiên, những tài liệu trên thực ra được ghi lại theo lời của Rensburg bởi con gái của ông. Do đó, nội dung có thể bị sửa đổi hoặc phóng đại khiến mọi người không thể xác định tính chính xác của nó. Vì vậy, chúng ta cần có thái độ bình tĩnh và lý trí để xem xét những lời tiên tri mà Nostradamus của Nam Phi đã để lại. Bạn có suy nghĩ gì về những dự đoán của Rensburg? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.